Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Lê Thanh Hải và Lê Tấn Hùng cùng với luật nhân quả đàn áp biểu tình. Cuối năm 2017, luật nhân quả đã ứng báo với Đinh La Thăng, khi đó vừa bị lột chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Bộ Chính trị, bởi Thăng là một trong những chóp bu của thành phố này trực tiếp chỉ đạo san bằng chùa Liên Trì, một trong số hiếm hoi cơ sở tôn giáo còn lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ly khai với Giáo hội Phật giáo của nhà cầm quyền Cộng sản. Vào giữa năm 2019, luật nhân quả một lần nữa báo ứng đối với gia đình Lê Thanh Hải, nhân vật được xem là bố già thao túng quyền lực và lợi ích trên đất Sài Gòn trong suốt 15 năm Lê Thanh Hải làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy thành phố. Vụ tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacri Lê Tấn Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 do ăn bấm 13,3 tỷ đồng cùng những phi vụ khác đậm đặc màu sắc mafia, không chỉ là hậu quả của chuỗi lại quả dày đặc từ trước đó mà còn bởi Lê Tấn Hùng, và trước đó là Lê Thanh Hải, anh ruột của Lê Tấn Hùng, đã từng chỉ huy thanh niên xung phong, một lực lượng còn đảng còn mình, và đã trực tiếp nhúng tay vào những trận đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình ở Sài Gòn. Riêng Lê Thanh Hải với vai trò là chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy đương nhiên còn chỉ huy cả lực lượng công an đàn áp biểu tình. Đỉnh điểm của thành tích đàn áp vang dội ấy chắc chắn là trận càn quét cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 năm 2016. Lực lượng ăn thuế của dân đã bắt đến 500 công dân biểu tình nhốt lại tại sân vận động Hoa Lư. Dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy những người biểu tình là thế lực thù địch mà chỉ toàn dân ta ra biểu tình, cùng rất nhiều gương mặt mới xuất hiện như kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có cả giám đốc ngân hàng. Nhưng tập ngụ ở khắp trung tâm Sài Gòn là cảnh các lực lượng bảo vệ trật tự nhè nanh lao vào hành hung không thương tiếc người biểu tình. Một số hình ảnh đã được xác minh, không chỉ thanh niên xung phong mà cả những nhân viên công an đã hóa trang làm thanh niên xung phong để tấn công dã man người biểu tình. Xịt hơi cay đánh đập đến đổ máu rất nhiều người, đấm đá đến ngất xỉu hai mẹ con tuần hành như một cách kỷ niệm ngày của mẹ. Cùng với thời điểm trên, những người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị tống lên xe buýt và đưa về giam tại một số trụ sở công an phường. Nhưng thông tin về người biểu tình bị đánh đập ở Hà Nội ít hơn hẳn ở Sài Gòn. Một nhà hoạt động nhân quyền theo dõi rất kỹ các đầu mối tin tức cho biết có cảm giác như công an Hà Nội quyết liệt dẹp biểu tình nhưng hạn chế đánh đập. Trong thực tế, công an Thành phố Hồ Chí Minh nặng tay và tàn bạo hơn rất nhiều so với công an Hà Nội khi đàn áp biểu tình. Một trong những bằng chứng về hành vi phủ nhận lịch sử của công an Thành phố Hồ Chí Minh là những trận đàn áp người tưởng niệm nạn nhân bị quân đội Trung Quốc bắn giết vào những ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới 1979, mất Hoàng Sa và mất Trường Sa. Lực lượng công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thèm che giấu ý đồ và hành vi đàn áp một cách có hệ thống, tinh thần thoát trung của quần chúng. Những dấu hỏi căm phẫn bùng lên, ai đã ra lệnh cho những cuộc đàn áp ấy, nhằm ý đồ gì trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm phạm vùng biển và vùng trời của Việt Nam, tái diễn việc bắt giữ và bắn giết ngư dân Việt. Theo nhiều cán bộ thâm niên ở Sài Gòn, người của anh Hai Nhật, cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải vào thời điểm năm 2016, tức khi Lê Thanh Hải đã về hưu, có thể chiếm đến phân nửa dàn lãnh đạo chủ chốt tại thành phố này. Lê Thanh Hải lại là quan chức có đầu dày mối nhợ với không ít doanh nghiệp người Hoa, mà tiêu biểu là tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, liên quan đến nhiều khu đất vàng ở Sài Gòn. Đây có thể là điều trong một ngày không xa Lê Thanh Hải phải cứng họng trước những đồng chí quan tòa của ông ta. Tinh thần mẫn cán thái quá của hai anh em Lê Thanh Hải và Lê Tấn Hùng trong việc chỉ đạo và sử dụng lực lượng công an lẫn thanh niên xung phong đàn áp người biểu tình đã bị báo ứng bởi luật nhân quả, bởi chính đồng chí của những kẻ này
Đã từ lâu Lê Thanh Hải không chỉ bị xem là tội phạm ghê gớm trong vụ ăn đất Thủ Thiêm mà đã đẩy hàng chục ngàn gia đình ở khu vực này vào cảnh bị cướp đất, màn trời chiếu đất và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ. Hàng chục năm trời rồng rắn kéo nhau đi khiếu nại tố cáo từ Nam chí Bắc mà còn được một số dư luận đồn đoán là một trong những quan chức cộng sản giàu nhất Việt Nam. Thậm chí còn có dư luận cho rằng Nguyễn Phú Trọng đã cương quyết vụ Thủ Thiêm và buộc Lê Thanh Hải phải ói ra thì có thể hốt cho ngân sách trung ương từ 3 đến 5 tỷ đô la. Trong thời gian tới, nếu Lê Thanh Hải và những đồng sự cấp dưới của ông ta còn làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không thể khắc phục được hậu quả, nghĩa là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không thể tìm được 26.300 tỷ đồng để hoàn trả lại ngân sách trung ương theo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ đã công bố như một tối hậu thư vào tháng 6 năm 2019, Lê Thanh Hải sẽ khó có cơ may thoát khỏi án tù như Đinh La Thăng. Chỉ dấu mới nhất về khả năng trục Lê Tấn Hùng, Lê Thanh Hải sẽ vào chung lò là cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương vào những ngày cuối tháng 7 năm 2019, với việc một lần nữa tái xuất của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Có vẻ đã thoát hẳn khỏi cơn bão bệnh, đã đi cùng chỉ đạo và ông Trọng đưa vụ Sagri Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo này. Không phải là quan chức cao cấp, không giữ ghế ủy viên trung ương hay thường vụ thành ủy, thậm chí không phải là thành ủy viên, việc Lê Tiến Hùng bị đưa vào diện theo dõi trên là bất thường. Sự bất thường này cũng logic với một hiện tượng bất thường khác khi Lê Tiến Hùng vào lúc bị bắt khẩn cấp đã không được ở trong trại giam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do chính quyền và công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý mà bị di lý ra Hà Nội dưới quyền giám sát của Bộ Công an. Những bất thường này cho thấy vụ Lê Tấn Hùng Sagri có thể không thuần túy là án kinh tế mà còn có thể đan xen yếu tố an ninh quốc gia và chính trị. Gam màu mà nếu chỉ một mình Lê Tấn Hùng thì đã không thể phát nổi bức tranh theo trường phái dã thú ấy. Với những chỉ dấu đang hiện ra ngày càng dày đặc trên trạng thái tự do của Lê Thanh Hải có lẽ chỉ còn được tính bằng từng quý. Chỉ mới đây thôi, hôm 29 tháng 6, ông Lê Thanh Hải đã có tham luận đọc vàng giữa hội trường uy nghiêm nhất thành phố về phẩm chất cán bộ, đảng viên, nên có tinh thần chống tham nhũng tự chuyển hóa. Ngay sau đó, em ruột của ông là Lê Tấn Hùng đã bị bắt và di lý cấp tốc ra Hà Nội vì nhóm hành vi liên quan đến tham nhũng và chức vụ quyền hạn. Mạng xã hội tràn ngập những status vui mừng, hiếm có một hành động nào từ cơ quan pháp luật được sự đồng tình mạnh mẽ như vậy từ dân chúng. Facebooker Võ Đức Phúc nêu sai phạm như thế nhưng việc xử lý của Lê Tấn Hùng không phải dễ dàng, kéo dài cả 2 năm. Giờ con ngựa thành tròi đã đến chân tường của đế chế Thái Thượng Hoàng đất Sài Gòn. Người dân mất đất, mất nhà ở Thủ Thiêm giờ thêm mất ngủ chỉ để hóng chuyện. Từ nhiều năm qua, mọi cuộc điều tra hướng tới gia tộc Lê Thanh đều đi tới ngõ cụt hoặc có kết thúc như hài kịch. Trong các nhiệm kỳ của Lê Thanh Hải, nhiều thành viên trong gia đình có quan lộ thần tốc, nhưng dường như thời thế đã thay đổi. Hồi cuối tháng 5 năm 2019, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo phát hiện ông Lê Tấn Hùng có rất nhiều vi phạm và cuối cùng đề nghị hạ bậc lương đối với ông này, một quyết định như dẫn chơi theo kiểu muỗi đốt inox. Chỉ dấu hiệu về sự suy yếu và hướng điều tra về gia tộc này đã có từ lâu. Nói theo thuyết âm mưu hay đúng hơn thì chính hành vi sa sút phẩm chất của họ đã sớm được nhận ra. Khá bất ngờ, danh sách thành ủy viên năm 2015 đến 2020 không có tên ai trong gia tộc họ Lê, mặc dù ứng cử viên sáng giá là Lê Trương Hải Hiếu, con ruột của ông Lê Thanh Hải, và Lê Tấn Hùng, em ruột của ông Lê Thanh Hải cũng chịu chung số phận. Tháng 8 năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để ông Lê Trương Hải Hiếu thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1,
để về giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 kiêm phó bí thư quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Với việc bổ nhiệm này, ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây mới có câu muối đốt inox mà cư dân Vườn Hồng xem như một slogan khi nói về gia đình của Lê Thanh Hải, một thành trì bất khả xâm phạm, Nam Phương bất bại. Nhưng có một slogan mới uy lực hơn được cán bộ đảng viên và người dân đồng tình, đó là lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng cháy, từ Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Nhiều cuộc kiểm tra từ các đảng viên kiểm tra đã mở ra với nhiều cơ quan có dấu hiệu vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cán bộ bị đặt nghi vấn về tư cách đảng viên, hành vi hình sự là người nhà của ông Lê Thanh Hải. Và trong diễn biến bất ngờ về đồn đoán nhưng không bất ngờ về bản chất hình sự, cơ quan điều tra đã bắt ông Hùng. Việc ông Hùng bị bắt cho thấy quyết tâm đưa những người tham ô phá hoại đất nước ra trước pháp luật của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Tổng công ty Sagri nơi ông Lê Tấn Hùng làm tổng giám đốc là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm từ 2004 đến 2017. Có tới 18 lãnh đạo chủ chốt của đơn vị này dính tới tham ô tài sản và cố ý làm trái, từ hội đồng thành viên cho đến ban tổng giám đốc, kế toán trưởng và thậm chí kiểm sát viên. Kết quả thanh tra cho biết hầu hết các hoạt động của đơn vị này đều có sai phạm. Trước đó, công ty Tân Thuận bị phát hiện có nhiều sai phạm là một đơn vị kinh tế của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì giờ đây chúng ta đã thấy một tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn là một đơn vị kinh tế của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước hiện có 500 đơn vị kinh tế 100% vốn nhà nước đã có địa vị pháp lý tương tự. Trong đó có những đơn vị khổng lồ như tập đoàn dầu khí, tập đoàn điện lực, tập đoàn than khoáng sản và các đơn vị trung bình như Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Tân Thuận. Các đơn vị này hiện đang nắm giữ khoảng 75% tài sản quốc gia. Họ có thể tìm thấy lợi ích của các công ty này với xã hội nhưng rất dễ để chỉ ra tác hại của nền kinh tế. Cho nên việc thanh tra kỷ luật ông Lê Tấn Hùng và trước đó là nhiều doanh nghiệp nhà nước cho thấy chính quyền trung ương không nhắm vào cá nhân gia tộc nào mà muốn giải phẫu khối bệnh tật gây nguy hiểm sức khỏe cho nền kinh tế quốc gia, cũng là lộ trình định hình cho những hình thức kinh tế mới hợp quy luật. Tại hội nghị trung ương 10 hôm 16 tháng 5, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu rất quan trọng, nhấn mạnh bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt, đừng có kỳ vọng và đừng có kỳ thị quá nhiều về kinh tế tư nhân, phải công bằng. Tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho các doanh nghiệp tư nhân, không kỳ thị, nhưng đồng thời anh nào có sai thì yêu cầu họ phải sửa. Nhà nước cũng thế, không phải nhà nước tất cả cái gì cũng đều tốt, kinh tế nhà nước có mặt tốt nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nói trắng ra là bị tham nhũng, nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì không đúng. Tôi nói ví dụ những vấn đề như vậy có cần bàn không? Lần này tôi nói mang tầm chiến lược là như thế. Tháng 6 năm 2019 cũng bất ngờ với báo chí khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về các sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Về luật học, bản kết luận cáo buộc rất khéo với chi tiết khi quy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc quy hoạch dự án Thủ Thiêm làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo quyết định 367 thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước. Tuy văn bản không nêu cái tên nào cụ thể nhưng trách nhiệm thì rất rõ ràng. Vấn đề là họ sẽ được xử lý như thế nào thì dư luận còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ rộng rãi thông tin đến với nhiều người được biết hơn.
Xin hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Xin hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.